Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Trước mặt quý vị kia là một bữa ăn của các cháu nhỏ ở trên vùng cao. Đây là các cháu của gia đình em Thò Mỹ Trí. Gia đình có 4 cháu. Hiện tại có một cháu đang đi học, bây giờ đang là bữa cơm trưa. Và các bố mẹ thì đang ở đằng sau nhà, đang hộ làm san cái mặt bằng để chuẩn bị làm một cái ngôi nhà, được tất cả các quý cô bác cũng như là các mạnh thường quân cùng nhau chung tay đóng góp để ủng hộ xây dựng nên một cái ngôi nhà. Hôm nay em Ngọc sẽ truyền tải cho quý vị biết cũng như là thực tế nhất về cái bữa cơm cũng như là cái đời sống sinh hoạt của bà con ở trên vùng dân tộc vùng cao này. Tầm lứa tuổi như thế này, nếu ở dưới thành phố, ở dưới vùng xuôi thì các cháu tầm lứa tuổi này thì có ăn được như này không ạ? Chắc chắn ở dưới kia thì đang tầm lứa tuổi này đang là cháo dinh dưỡng, cháo xương và cháo thịt. Nhưng ở trên này các cháu chỉ có một bữa cơm như thế này thôi. Đây chính là cái bát cơm được trước cái 2-3 hôm thì cũng có được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, thì cũng có được 1-2 bao gạo. Và bố mẹ nói chung là không dám ăn cơm quý vị. Cơm chỉ để dành cho các con, còn bố mẹ thì ăn mèn mén. Mèn mén thì được làm ra từ hạt ngô, phơi khô và nghiền ra. Cái cách làm thì trên kênh của em Ngọc thì cũng có một cái video, nếu mà quý vị quan tâm thì cũng có thể là vào theo dõi lại những cái video đó. Vâng, và đây là cái hoàn cảnh của bố mẹ đây ạ. Quý vị nhìn xung quanh ngôi nhà có đáng thương không ạ? Xung quanh ngôi nhà thì làm bằng cây cỏ voi, hoàn toàn bằng cây cỏ voi ạ, cắm xung quanh ngôi nhà. Cái giường này thì là được các mạnh thường quân cũng là ủng hộ hỗ trợ cho một cái giường. Ngày trước ấy thì là gia đình 6 người ngủ chung một cái giường này, 4 người con và 2 vợ chồng. Và ở trên mái thì là lợp bằng lá vanh. Có tội các cháu không ạ? Rất là đáng yêu ạ. Một bát cơm nguội, 3 cháu cùng nhau ăn. Gia đình này có 4 người con, còn một người con nữa là đi học, cháu lớn là đi học cả ngày. Còn 3 cháu này chưa có điều kiện bố mẹ cho đi học ghép, tại vì còn nhỏ tuổi. Nếu lứa tuổi này thì ở thành phố ấy thì các cháu cũng có thể là đi học rồi, nhưng ở trên này cho các cháu chưa có điều kiện ạ. Có lẽ là từ lúc em Ngọc lên trên vùng cao, lên các bản làng, thì đây là cái lần đầu tiên em Ngọc nhìn thấy các cháu cái cảnh ăn uống kiểu như thế này. Một bát cơm nguội và 3 cháu chung nhau ăn. Một bát đầy, các cháu ăn hết, ăn rất là ngon. Rất là đáng thương ạ. Đã hết.